Xin chào cộng đồng Pi Network. Chào mừng các bạn đến với Pi Phone Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Trong video này mình sẽ làm một bài hướng dẫn các bạn sử dụng forum FireSign nhé. Forum FireSign là gì? Forum FireSign là một mạng xã hội của Pi Network chạy trên nền tảng Web 3.0 nhé. Thì trước tiên để sử dụng, các bạn sẽ phải vào Pi Browser, kéo xuống bên dưới thì có biểu tượng FireSign nhé. Các bạn kích vào biểu tượng FireSign này để vào trang chủ của FireSign Forum. Đây là trang chủ của FireSign Forum. Tại đây thì nó sẽ có phần Home này, phần Channel này, phần Port này, phần My Token và phần Profile. Phần Home là phần Home và phần Channel là hiện tất cả các channel mà người dùng đã tạo đấy. Phần Port là phần mọi người có thể post bài. Phần My Token là phần quản lý cái token của các bạn. Và phần Profile là phần thông tin cá nhân của các bạn. Thì trước tiên để sử dụng sử dụng thì các bạn sẽ phải đăng ký tài khoản nhé. Các bạn kích vào phần My Token này. Trong phần My Token thì nó sẽ có ba gói để các bạn mua, có nghĩa là các bạn quy đổi Pi của bạn ra token đấy. Thì các bạn sẽ phải có ba gói, là gói 1 Pi để các bạn mua, các bạn phải trả 1 Pi để các bạn có thể mua được 100 token này. Và thứ hai là trả 10 Pi để mua 1.000 token. Và thứ ba là trả 100 Pi để mua 10.000 token. Mình sẽ tiến hành mua nhé. Ok, mình sẽ kích vào phần thanh toán bằng Pi này. Khi mà kích vào thanh toán bằng Pi thì nó sẽ link ra cái phần wallet của mình nhá, phần ví Pi của mình đấy. Thì đây là vị địa chỉ trên màn hình này, là cái địa chỉ duy nhất các bạn có thể nhập mật khẩu 24 ký tự của các bạn mà nhá. Ngoài địa chỉ này các bạn không được phép nhập vào nhá. Chỉ được phép nhập vào địa chỉ này thôi nhá. Các bạn đặc biệt chú ý cái này đấy. Nếu các bạn nhập linh tinh là các bạn sẽ mất luôn cái số Pi của các bạn nhá. Ok, mình kích vào thanh toán bằng Pi này. Kích vào gửi này. Cái này mình sử dụng vân tay rồi thì mình dùng vân tay mình mở ví của mình ra. Đó, chờ một xíu. Đó, kết quả thanh toán này nó báo tích xanh lên kia là thành công này, mình kích vào đóng này. Nó báo là payment completed và mình đã mua được 100 token với giá 1 Pi nha các bạn nhá. Ok, sau khi mà mình đã có token rồi. Sau khi mình đã có token rồi thì bắt đầu mình tiến hành tạo kênh. Mình kích vào phần create a channel để mình tạo kênh của mình nhá. Mình kích vào create a channel này. Mình sẽ tạo một kênh về hỗ trợ Pinot đi. Mình sẽ gõ cái phần channel name này. Mình sẽ gõ là phần channel name của mình ra là hỗ trợ Pinot Pinot channel. Ok, sau khi mà tạo tên xong nó báo ba cái tích xanh này kia là cái tên của mình là chưa có ai tạo nhá. Mình kích vào và mình có quyền được tạo, mình kích vào create a new channel để tạo. Tiếp theo mình sẽ nhập cái phần tiêu đề cho kênh. Nhập tiêu đề cho kênh xong thì mình sẽ tạo đến nội dung của kênh. Thầy thấy không, mình tạo nội dung của kênh của mình là mất 1 token nhá. Cái này là do các bạn có thể đặt nhá, tùy thuộc vào cái giá trị bài viết của các bạn là cao hay thấp, mình để mặc định là 1 nhá. Thì trong cái forum FireSign này các bạn cứ hiểu là như này: khi các bạn tạo bài viết hoặc là các bạn comment dưới bài viết của người khác thì các bạn đều mất token nhá. Các bạn chỉ có thể thu được token khi mà cái bài viết hoặc là cái bài comment của các bạn được người khác đánh giá cao và họ sẵn sàng trả token cho các bạn thì các bạn mới được thu token về. Còn đâu là khi các bạn post bài hoặc các bạn comment các bài của các bạn mà không có giá trị thì các bạn sẽ không nhận được token nếu người khác không trả token cho các bạn nhé. Và trong cái mục này thì các bạn đặc biệt chú ý là các bạn sẽ phải tuân thủ cái quy định là không được phép nói tục chửi bậy này, không được phép nói sai sự thật này, không được phép nói bất lịch sự này, vô văn hóa này. Nếu mà các bạn vi phạm là nó sẽ cấm các bạn nhé. Ok, đây ví dụ mình thử comment nhé. Mình thử comment một, sau khi mình post bài xong thì mình tiến hành thử comment và mình cho cái bài com cái đánh giá cái bài viết của mình bằng mình sẵn sàng trả 2 Pi, 2 token cho cái bài viết của mình đấy. Thì cái bài viết của mình lúc đấy nó sẽ được cộng thêm 2 token. Ok, đó các bạn có thể nhìn thấy không?
bài của mình đó đã lên là 3 token này. Đó. Khi mà các bạn muốn post bài thì các bạn có thể vào phần post hoặc là phần channel để các bạn sort theo cái channel các bạn muốn post bài. Ví dụ này mình có thể mình tìm cái channel của mình nhá, mình gõ cái chữ hỗ trợ Pinot thì nó sẽ ra những cái kênh mà đang có cái tên là hỗ trợ Pinot để nó sort cho các bạn. Ok, trên đây là bài review sơ bộ về phần về file size forum nhé. Mình xin kết thúc video ở đây. Nếu mà video hữu ích, xin các bạn cho kênh xin một like, một share, một subscriber để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.